Chào em, anh ngồi đây nhá. Alo, đánh xe đi rửa cho anh. Xe nào á? Nhà có 7 con mèo đem đi rửa hết cho anh. Lát mình vô Sài Gòn đi ăn tối ở La Mát, xong qua Đà Lạt uống cà phê nghe em. Đây Hải Phòng, đi kiểu gì anh? Anh có trực thăng riêng mà. Phải, tao Huy đây. Hôm qua tao quánh thằng em mày đấy. Tao quánh cả mày luôn. Rồi qua đây. Quán cà phê ngã Ba Đôn. Tóc bố mày hớt ngược, vuốt keo các thứ. Mặc bộ thể thao xanh. Giày đen. Sao? Chúng mày có 50 thằng à? Bố mày cần hết. Đến nhanh hộ tao. Tao còn vô Sài Gòn ăn tối.